bánh kẹp 3.000 một cái, vẫn giữ được thói quen nướng bằng than để bánh được thơm ngon hơn. Hãy cùng mình khám phá nha. 10 cái 30.000. Cái đó anh đúc bằng gia công đó, đúc tay mà nó ngon hơn. Gà nó cháy bánh nó không ngon. Anh bán món này ở số 5 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, trước cổng trường Đại học Mỹ Thuật. Cái lúc mình chạy ngang đây cũng không có để ý, nhưng mà cái mùi bánh rất là thơm, làm cho mình phải nhìn xung quanh và tìm được chỗ này. Thường anh bán bánh kẹp này là mỗi phần 10 cái, lớp bánh mỏng cho nên ăn vào rất là giòn, trong bột có mè nữa, cho nên càng làm tăng thêm độ thơm của món này. Ngoài bánh kẹp thì anh cũng có bán thêm bánh bông lan. Thường 7 giờ rưỡi sáng thì chỗ này sẽ được dọn ra, anh sẽ nghỉ vào lúc 5-6 giờ chiều. Và đây là một cái chỗ bán bánh kẹp cũng đáng để cho bạn lưu danh sách nha.